mà cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, để phải chịu sống chết vô số kiếp, các tày các trần, chịu đủ các thống khổ, việc ma, tội ma như vậy, lại không nói không dạy, nên biết đó là tri thức của Bồ Tát Ma Ha Tát. Lại nữa, tu Bồ Đề, ác ma hiện làm hình tượng tỳ kheo đi đến chỗ Bồ Tát, nói với Bồ Tát rằng, con mắt vô thường là pháp có thật, cho đến ý vô thường là pháp có thật. Con mắt khổ, con mắt vô ngã, con mắt không, vô tướng, vô tác, tịch diệt, lìa, là pháp có thể nói cho đến ý cũng như vậy. Dùng pháp có sở đắc để nói bốn niệm xứ, cho đến dùng pháp có sở đắc để nói 18 pháp không chung của Phật. Tu Bồ Đề, việc ma, tội ma như vậy, lại không dạy, không nói. Nên biết đó là a tri thức của Bồ Tát Ma Ha Tát, biết rồi nên xa lánh. Luận trước lược nói không có phương tiện, nay giọng nói không có phương tiện, nghĩa là lìa tâm tương ưng với ý trí nhất thiết chủng, tu hành bát nhã, được định hướng bát nhã ba la mật ấy cho đến các Phật pháp cũng như vậy, vì tự mình không có phương tiện lại được a tri thức dạy vậy. Lại nữa, a tri thức là mất lợi ích lớn, đủ thứ phá hoại người, là nhân duyên của đại ác. Phật còn dùng nhiều nhân duyên nói rõ tướng ác tri thức. Ác tri thức là dạy người xa lìa sáu ba la mật, hoặc dạy xa lìa không tin quả báo tội phước, hoặc vì trong chương bát nhã ba la mật nói rằng các pháp rốt ráo không, người làm sao tu, hoặc tán thán tiểu thừa nói rằng người chỉ tự do thoát khỏi khổ già bệnh chết, chứ chúng sinh can dự chi việc ngươi. Có các nhân duyên như vậy dạy người ta lìa ấy gọi là ác tri thức. Lại nữa, ác tri thức là không dạy cho đệ tử biết ma là giặc của Phật, ma là chủ cõi dục, có thế lực lớn, thường ghét người hành đạo. Phật có oai lực lớn nên ma không thể phá hoại, chỉ phá hoại được Bồ Tát nhỏ, cho đến hiện làm hình tượng Phật đi đến phá hoại Bồ Tát đang hành lục độ, hoặc tán thán khai mở luận thuyết theo các kinh khác của thanh văn cần phải học, hoặc hiện làm thân Phật đến nói với Bồ Tát rằng ông không thể làm Phật, hoặc nói con mắt vân vân hết thảy các pháp không, dùng vô thượng chánh đẳng chánh giác làm chi, hoặc hiện làm thân Bích Chi Phật, hoặc nói nhân không của ba thừa trong 10 phương thế giới, người cầu Phật đạo chỉ có tên suông, ông tại sao muốn làm Phật, hoặc dạy khiến ra lìa 37 phẩm đạo của Bồ Tát, khiến vào trong 3 môn giải thoát của thanh văn, ông vào 3 môn ấy thật tế chứng ngộ dứt hết các khổ, ông siêng tinh tấn để chứng được 4 quả, chứ dùng vô thượng chánh đẳng chánh giác làm chi, hoặc hiện làm hòa thượng a xà lê cha mẹ đi đến dạy, khiến ra lìa Phật đạo phải luống chịu các tay chân tai mũi đem cho mới cầu được, nếu không cho thời phá hỏng ý nguyện cầu Phật đạo, nếu cho thời chịu đau khổ, và có khi hiện a la hán tỳ kheo mặc áo giáp đi đến nói con mắt là không, vô thường khổ, không vô thường vô tác tịch diệt, lìa, cho đến các Phật pháp cũng như vậy. Chỉ nói theo lối có sở đắc thủ tướng ước tưởng phân biệt, vô lượng các việc mà như vậy không dạy cho biết ấy gọi là ác tri thức. Xa lánh là vì ác tri thức không có lợi ích, như giặc nói lời dịu ngọt đến thân cận mà hại người, ác tri thức còn quá hơn thế. Vì sao? Vì giặc chỉ hại thân trong một đời, còn ác tri thức thì đời đời hại người. Giặc chỉ có thể hại mạng cướp của, còn ác tri thức thì hại tuệ mạng căn, cướp vô lượng báu. Phật pháp biết rồi phải gấp rút cả thân tâm đều xa lánh.